Thông tin dừng bán sản phẩm pháo hoa dàn phun viên, dàn phun hoa do có tiếng nổ là chưa chính xác. Thông tin dừng bán sản phẩm pháo hoa dàn phun viên, dàn phun hoa do có tiếng nổ là chưa chính xác, gây hoang mang cho khách hàng, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Mấy ngày qua, trên một số website, báo điện tử và mạng xã hội đưa thông tin, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất 21, nhà máy Z121. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã có thông báo tạm dừng sản xuất và bán ra thị trường hai sản phẩm pháo hoa là dàn phun hoa và dàn phun viên vì có tiếng nổ. Trong thời gian tạm dừng kinh doanh, nếu người dân mua bán, sử dụng hai sản phẩm này, sẽ bị xử phạt do vi phạm Nghị định số 137 gạch chéo 2020 gạch chéo ND gạch ngang CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Về vấn đề này, sáng ngày 18 tháng 1, trao đổi với phóng viên báo Quân đội Nhân dân, Đại tá Chu Việt Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất 21 cho biết, thông tin nói trên là chưa chính xác, gây hoang mang cho khách hàng, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Các sản phẩm dàn phun viên và dàn phun hoa đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ, đại tá Chu Việt Sơn khẳng định. Theo đại tá Chu Việt Sơn, dịp Tết Nguyên đáng Tân Sửu 2021, công ty đã đưa ra thị trường các sản phẩm pháo hoa không gây tiếng nổ. Ống vuông nước bạc ngoài trời, ống vuông nước bạc trong nhà, ống vuông hoa lửa cầm tay loại 200 mm và 150 mm, cây hoa lửa, cánh hoa xoay, thác nước bạc loại 2 m. Các sản phẩm này bảo đảm chất lượng và an toàn, bước đầu đáp ứng được nhu cầu sử dụng pháo hoa hợp pháp của người dân. Tuy nhiên, qua nắm bắt thị trường, công ty thấy rằng nếu chỉ dừng lại ở những sản phẩm nêu trên thì vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu đa dạng của khách hàng. Từ thực tế đó, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, công ty đã tiếp tục nghiên cứu và cho ra đời năm sản phẩm mới, dàn phun hoa, dàn phun viên, con sò đổi màu, con quay lửa phun sao và vòng xoay hoa lửa để phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đáng nhâm dần 2022. Những chủng loại pháo hoa này đều phù hợp với Nghị định 137 gạch chéo 2020 gạch chéo ND gạch ngang CP. Ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ và bảo đảm chất lượng, an toàn khi sử dụng hai sản phẩm dàn phun hoa và dàn phun viên được khách hàng rất ưa chuộng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, một số khách hàng phản ánh pháo có âm thanh như tiếng pháo hoa nổ. Với tinh thần cầu thị và nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách hàng, ngay sau khi nhận được ý kiến phản ánh, từ ngày 15 tháng 1, công ty đã quyết định tạm dừng bán hai sản phẩm này để phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06, Bộ Công an tiến hành kiểm tra, đánh giá. Ngày 17 tháng 1, kết quả kiểm tra, đánh giá khẳng định sản phẩm dàn phun viên có âm thanh là 54 dB. Dàn phun hoa có âm thanh là 89 dB, đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép, không lớn hơn 120 dB theo quy chuẩn Việt Nam 04. 2021, BCA quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ

và thấp hơn nhiều so với các loại pháo hoa nổ. Nhập lậu trôi nổi trên thị trường các loại pháo hoa này đều có tiếng nổ lớn hơn 140 decibel. Vì vậy, từ ngày 17 tháng 1, với sản phẩm dàn phun viên, việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng vẫn tiếp tục diễn ra bình thường. Riêng đối với sản phẩm dàn phun hoa đã cung cấp ra thị trường, khách hàng vẫn có thể sử dụng bảo đảm chất lượng, an toàn khi tuân thủ đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Tuy nhiên, trên nguyên tắc bảo đảm an toàn tuyệt đối, đặt lợi ích của cộng đồng, xã hội lên trên hết, tiếp thu ý kiến của khách hàng công ty đã quyết định dừng cung cấp sản phẩm dàn phun hoa để nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé